150天, ngày một trăm năm mươi. lần nữa cảm ơn bạn. hãy nghe và nhắc lại. 再次谢谢你。再次谢谢你。再次谢谢你。 Xin xin Bây giờ hãy nhắc lại các từ ngữ sau bằng tiếng Trung. Dĩ nhiên là có thể à. Tất nhiên là có thể Trước đây chính là học đại học ở đó. Trước đây chính là học đại học ở đó. Trước đây chính là học đại học ở đó. xem ra mình cũng phải đăng ký một cái tài khoản Facebook. Khả lái tôi cũng tấy trụ sửa ý cửa khoản su trang họ. Bây giờ thêm WeChat đi. Xin được khoản Facebook. Xem để mình Bố xin, sao mà rằng ní chính cửa. vô lái Thực đơn của tiệm chúng tôi Vô mân tiền ở chải tan Thái độ phục vụ ở đây 这里的服务态度还一个比较少见，哇，确实很卡，哇，真的很不错，还很热，还很饱。 Lời hại như vậy à? Giỏi như vậy à? Chờ Trước tiên đem tiếng Việt học tốt rồi hãy nói. Xin Việt Nam ngại quá, xin lỗi.不好意思。

不用刻意去复习生词和课文什么的。đến người bản địa，连本地人。mình hiểu sao？我明白。chọn chuyên ngành tiếng Việt Nam。 nghiệp. Về sắp xếp phòng, dùng một ngữ xu hướng chỉ để biểu đạt người nói đang ở xa phòng. Khuấy trưởng lý chiên. Đã 5 giờ rưỡi rồi. 已经五点半了。 liên lạc qua WeChat hay WeChat liên hệ. WeChat liên hệ. Có việc. Yếu Lần nữa cảm ơn bạn. Giải